Tiêm Botox thon gọn tay giữ được bao nhiêu lâu? Trong y khoa ha, các bạn thấy một số trường hợp mà khách hàng, bệnh nhân họ bị tai biến, họ bị liệt hay gì đó thì tay chân nó co lại và nó không có giãn ra, thì bên thần kinh đó, bác sĩ thần kinh họ sẽ chích vô những cái cơ vùng này nè để làm chi? Cái cơ này nó không còn bị căng nữa và nó giãn ra và khách hàng họ sẽ dễ chịu hơn, đỡ đau đớn hơn. Nhưng mà kèm theo tác dụng là nó thon gọn cái vùng tay đó, nó không còn to. Thì bác sĩ bên thẩm mỹ người ta mới áp dụng trường hợp đó luôn, người ta sẽ áp dụng vô những cái trường hợp mà những cái xô vai to đối với khách hàng nữ, hoặc là những cái trường hợp mà bắp chân to chẳng hạn, họ không thích thì mình làm bằng cách nào? Chích thẳng vô cơ cái vùng này. Thì khi mà chích như vậy, cái cơ vùng này nó sẽ giảm hoạt động các bạn. Nó giảm hoạt động xong rồi thì nó teo, nguyên tắc nó vậy thôi. Và nó sẽ kéo dài được bao nhiêu lâu? Nó hiệu quả trong vòng là 6 cho đến 9 tháng nha. Và nó có duy trì được kết quả lâu hay không là phụ thuộc vào cái chế độ không tập luyện của các bạn. Các bạn bớt làm những cái động tác ví dụ như là co vai ra như thế này nè, người ta sẽ phải nói với PT của họ là đừng có tập cái động tác mà cơ vai, thì cái người PT đó họ sẽ biết và nó sẽ duy trì được rất là lâu. Còn nếu mà nó to trở lại thì mình chích ngược trở lại thôi, khoảng là 6 tháng cho đến 1 năm có thể là chích trở lại được rồi. Đó, như vậy thì cái thời gian duy trì được kéo dài hay không là do mình hạn chế tập luyện cái vùng cơ đó. Dễ hay? Cảm ơn các bạn.